đúng rồi. Mỗi người cầm cái hết cái gì đấy hả? Rồi. Dạ xin mời. Dạ. Cười cười cười. Tiền với anh đâu rồi? Dạ đâu? Dạ em luôn đi. Dây nào em vậy nào? 50 mét cái. Mình đi một lần mình nhớ mình đi lên trên ngõ đó ha, rồi dây cáp về vào luôn đó. Ừ đúng rồi. Chính chị chính hồi nãy chị vậy phạt bác đứng quét chung với ông đó đi. Dạ. Nếu mà là mình đi là có xe điện nó chở vô. Đấy. Vô cổng xe điện chở vô. Dạ. Nhớ mà lần đi xe điện chở vô. Nhưng mà bữa nay cái gói này nó không có xe điện hả? Mày ta. Chết quá. 7 giờ nó mới chạy đó. Cũng cũng có thể này nè. Với xe lửa đó. Cái này đâu phải xe điện xe lửa. Này gồm có bác tài, cô mười, bác bà gái, chú bảy, chú chín, cô tư. Cô tư được cái thước nhân là nó miễn phí. Mà đi đi Đà Lạt thì trên 60 tuổi đều được giảm. Đâu có đâu giờ á. Nhưng mà mình đi Đà Lạt 60 tuổi giảm mấy chứ bác. Ờ với chị chúng ta không được. À đúng rồi đúng rồi. Có mình tôi được gia không được gia không có cước. Chắc được hoàn toàn và thành phố sớm thành đường thì các chủ cũng chưa có đồng mắt đây chị gửi hả? Đây chị đồ ăn không có gì. Không có đồ ăn. Với nhang đồ về đâu mua lên tỉnh đốt rồi gửi vậy? Không có nhang. Mm-hmm.
luôn bà. Ủa họ còn xét nữa hả? Dạ còn nữa, còn nữa. Đi lên. Tung cầm tung chứ thôi. Lên hết được không cô? Dạ được. Dạ. Tại vì người ta kêu con. Mày dạ. Lên cáp mà mày dẫn sao quay. Dạ. Dạ. Khi nào mà lên cáp mà mày dẫn sao quay. Yên tâm đi. Ủa lên cái lên cáp là dẫn lên rồi, còn lên rồi lên cáp. Cố ngồi lên cáp rồi gì đó. Thằng cố. Qua bệnh bớt người. Cô Tư qua kia thì cô Tư đỡ sợ hơn. Ngồi đây sợ hơn. Đừng ngồi đâu. Ngồi đâu được á, mà có mày dẫn tao được. Yên tâm đi, giờ đi cáp đây chứ đi gì nữa. Ngồi gì đây con. Ngồi có lên cái gì thằng cuốn. Anh đỡ đi thằng cuốn dữ lắm. Thằng cuốn hả? Sầu quá mày. Nghe 11 cái thằng cuốn mừng mừng. Dạ thằng cuốn. Tao bước tao sợ lắm. Dạ là bay dù 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 thôi con. Bay dù dù rồi đó. Thôi biết luôn rồi, tái luôn rồi. Bữa nay con phụ của ta lên nó tình đậu quá rồi đi. Mình gì đâu xả. Được mà. Không có cái thang cuốn á. À, đi tới, bằng chị bước tới. Chị đứng hoài, chị dịnh cái đó thì đứng hoài thôi à. Đó, bây giờ. Bây giờ bắt đầu ra khỏi trạm rồi đó. Mình đang lên cáp treo lên đỉnh núi. Mình lên đỉnh núi á. Rồi, 10 qua đây ngồi. Hai là ngồi trên trong. Ta không mày mày ngồi gì coi nó dễ coi ha mười hay là được anh ăn cái gì anh coi nào tận tiện tôi quen anh theo tôi sợ sợ không hai tôi qua đây theo tôi say sợ không chứ thôi đừng dòm xuống là được rồi cứ cứ dòm ở trên á trời á chứ đừng dòm xuống con nói sao chứ nhìn lên ít sợ hơn cái ngồi đây nè ngồi đây nhìn xuống sâu hơn thì sợ hơn đấy còn ngồi đây nè không anh bay ngồi dưới này cho dễ quay. Thấp đừng dễ quay chứ giờ mình vui lên cô Lê vui lên mười qua đây ngồi để nó cản anh bao quay cô đã quên kêu cô Tư đi tiểu trước có chỗ gì xin mà có chứ. Không có hồi nãy á, đứng đây không có chỗ. Sợ chị lên trên đây chị tè trên đây. Cái gì cái đó đó chứ. Cái lỗ tai nó đầu. Nhớ bà với má đi qua này nhưng mà đều khi mà đi lên đỉnh núi á nó không có cửa không có gì hết. Bà với má ngồi, anh ba chị ba ngồi với thằng Đình, ôi chú mẹ ơi vừa ngồi mà sợ. Và bà với má lúc đó nó muốn là bà với má cũng dạng thiệt. Không có cửa không có gì đó mà không có dây cột không có gì. Ôi mẹ ơi lỡ mà nó rớt dưới chắc quá đã. Mệt mỏi. Chứ cái cắp đeo trên đó cũng giống lại chứ. Con ù tai. Ờ ù tai. Giờ bớt ù rồi đó. Cắp đeo con ô gà vậy nè.
Nó lên dấp từ từ. Nó lên dấp từ từ. Cô gào ngu quá. Còn cao lắm á chứ. Cao lắm chứ. Chào mà nhìn xuống thì sợ đó. Mình chờ hơn 5 phút tới. Ủa rồi không mình trở xuống rồi mình mới đi chùa phải không? Dạ, dạ có hướng xuống dẫn. Chùa. Coi cái vé nó hướng dẫn. Mình mua combo đỉnh chùa luôn. Không, mình lên đỉnh về sớm cho nó đỡ nắng. Nhưng mà đẹp rồi. Mây rồi, mà nay không thấy mây gì á. Đi khoảng lưng chừng núi rồi đó. Bây giờ mình dòm xuống với thung lũng, dòm mình dòm thấy thăm thẳm rồi ha. Cao rồi, nhờ cái nhà chiếc xong rồi. Chứ thật sự chắc mình đi được mấy phần nửa chứ có gì đâu, nửa đường ha. Một từ thêm một từ, đó đó, quán phở hồi nãy đó. Mèo ngồi đâu đó. Bên này dòm nó thấy giống gì. Quán phở hồi nãy. Mặt tư buồn quá, tư, vui vui tư. Cái lỗ tai thì ồ. Con mèo lỗ tai nè. Không, cô uống hết rồi, hết rồi, ồ rồi. Nuốt một miếng à, nuốt miếng xuống rồi cái nó hết ồ rồi. Cô ơi, nghe cái bọc của nó hết à. Đâu ồ, cái này nuốt miếng cho nó xuống à. Đừng có gà. Cổ gà ra. Cổ gà. Tới cái cây phạm nó là nó. Còn đánh mây mấy là đánh mấy cây nè. Đây là cái bản hướng dẫn an toàn ở trong đấy. Cao nghe. Nhưng vậy là đóng mở cửa sổ. Con cũng biết nha. Tại mình đã có 7 người cái nó được hết đó. Không biết trong đời cái này trong tái bao nhiêu người. Con chắc chưa đi cái này bao giờ. Không, nếu cái ghế này ngồi chắc chưa đi hả? Thì chưa, chả cắt đi nằm dưới đợi mà. Nếu mà vé này cái chục người có à. Vé mắc quá, mấy trăm ngàn đâu. Mình thật ra con đi. Không, không có đi. Nằm dưới quán phê chỗ nãy thằng mua vé đó. Có giỏng không nằm đó đợi. Đi ngủ. Ngủ tới trưa cái cắt xuống chạy vô rước về. Hẹn chi mày chưa lên, mấy này lên lái rồi, tao tưởng là mày lên rồi thì mày dưới chiếc xe. Con anh rồi dưới chiếc xe chứ. Mày chưa lên. Đi chú ý giữ cô Tư này chứ. Cái là cô Tư ngồi, cô Tư ngồi trả tiền. Cho ăn cô ngồi. Ngồi về cho ăn nữa, chặt nữa mẹ. Mà vậy, phải nãy giờ biết gì đó đi, đấy chứ cần cướp ra khỏi mùa vậy. Đừng đừng nói, đừng nói chuyện hồn quá, chú Hoài chờ gạo đương quay. Gà đó. Nó đi qua mấy cái bánh xe nó ổ gà nó gập gần bên ha. Mấy cái cây này với cái gì mà nó rụng lá hết. Giống như mình bên mình lúc thấy cái mùa đông cái nó rụng lá hết thì cái giờ bắt đầu nó đổ đọt á. Cao đây cái nhà ga còn tiếp ở dưới. Rồi có những cái ngọn núi này nhớ mùa đông cao 1000 m. Ngồi lên như vậy sẽ sợ hơn à. Đỡ sợ hơn quá. Ngồi ngồi chuyển ngược trở lại thì sợ hơn chứ ngồi lên. Có độ cao là 1000 mấy trăm mét rồi sao mà cái cây là tới nó gần. Xuống nó thầm 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 chó xuống rồi chó như một lát mình xuống kìa. Rồi bà qua bên bà ngồi thử thử coi ngang người nó nói có đúng không chứ. Thấy nó nói như đi dòm lên mới sợ. Dòm lên sợ hơn. Dạ hả? Ít giờ hơn. Chứ dòm xuống này nó cứ bình lặng nó vậy có gì đâu sợ. Nó thầm thầm sâu, thấy sâu hơn chó hơn chứ. Rồi nhắm mắt lại đi dòm. Kỳ kỳ em đi đầu tiên hết đã nhắm mắt không. Không mà từ từ mình nhìn hướng vậy nè mình cái mình nhìn chuỗi xuống rồi sẽ sợ. Bà ngâm kìa thấy rồi nè. Kì đi lần đầu tiên là đi Bà Nà Hiêu. Không chưa thấy ông Di Lặc, ông Di Lặc bự nằm rút thở. Dạ. Bà Quan Âm đâu? Bà Ngâm đó cô ba. Trên góc luôn. Nhìn thấy đó. Dạ thấy rồi. À thấy rồi. Trên này cao sao mà. Sợ có thấm qua rồi nha. Nghĩ chắc không còn không sống được. Sợ không cha? Không. Có sợ gì cũng ráng bụng lắm. Gì đâu sợ vậy chứ hồi đó tao lái trực thăng bay vòng vòng tôi quay tút lên cao nữa tao có sợ đâu. Không đi máy bay hoài thì nó rồi sợ. Tụi bay chút xíu rồi sợ mới đi qua khỏi ngọn cây rồi sợ. Trời cái cây bự ghê cao. Chị Mai này tóc bạc cũng dữ vậy ta? Tóc bạc chứ. Không, bây giờ nó lên ba tóc con nè. Vậy là tới một trạm nữa tới rồi đọc. Dạ. Tới rồi đó, chạm trên nữa. À, còn cây nữa tới. Còn mấy trạm nữa, chứ con coi vậy chứ nhiều trạm lắm con ơi. Tới đây chậm quá ta. Vậy tượng đó là tượng Đức Bà Quan Âm hả? Mẹ Quan Âm. Ờ, Đức Mẹ Quan Âm. Ngày sau ông Thầy Pháp Hòa nó đừng có kêu Quán Thế Âm là Phật Bà. Ông nói đó là một người đàn ông. Nhưng điều tại vì ông có thể biến hóa thành đàn bà, thành cái này cái kia để mà nó hợp với cái hoàn cảnh đó. Pháp Âm ở ngoài.
đi xuống nhiều khi nó không có người luôn chắc. Mà đi xuống ghê nha. Không, hồi nãy giờ bắt ba thấy đi xuống ít người lắm, tại vì buổi sáng chắc đâu ai trển đâu xuống. Nhưng mà mình thấy mây, mình đâu có thấy mây gì đâu. Dạ nó nắng rồi đó qua. Nắng chết luôn nó tại nha. Hồi xưa là lâu người ta chụp hình đó là có mây nó quần ra trên cái vùng núi này nè. Là mây trắng mà cái đó là hiện tượng lạ gì. Không, cái bữa đó có thể là cái thời tiết. Thời tiết cái thời tiết nó thể hoàng ông nói ấy tin nên nè, đốm trắng rồi đó. Ghê luôn rồi ha. Đi nói đi, cái chùa nằm đâu dưới này, chùa này. Chùa nằm dưới. Còn đỉnh này cao quá. Chân dạ cao tiêu đài phải không? Tiêu nó mới đi. Cấp treo này mới lên đỉnh được chứ hồi xưa đi đâu. Hồi đó vậy chắc chưa có lên đỉnh lần nào hết. Đi đây chứ chưa có lên đỉnh lần nào. Con đi tới chùa. Chùa hả? Đức, Đức Quán Thế Âm đứng ở đó chắc có lẽ chờ mình lên tới đây để ban ơn cho mình á. Tại vì ông đứng là ông dày mặt ông nhìn vô trong cái trạm mà. Đó, thấy không? Thấy không? Đúng đó. Dày mặt vô cái trạm tức là chờ khách lên đó để mà phải ban phước ban ơn á. Mà xây được cái hay rồi ha. Cả vấn đề chứ. Câu lên này hả? Nếu mà nói về vật liệu đưa lên này thì chỉ có nước đi cáp này hoặc là có thể là lúc đó trực thăng nó câu lên chứ còn người ta làm sao mà cống cho lên tới đây nổi. Rồi trạm này trạm giấy này trên đỉnh luôn rồi. Này nó nhanh ta. Chắc đi chớm đi nè. Rồi chuẩn bị dẫn cô Tư xuống đi nha cậu. Rồi đi thằng Vui đó kìa ơi. Tới thằng này ăn cuốn. Vui đó. Rồi, giờ tới trạm rồi mình chuẩn bị xuống nha. Chưa tới từ từ. Dạ, dạ, mà đi. Khỏe quá, khỏe quá trời quá. Leo núi khỏe quá chừng hả? Đi có chút xíu là tới đỉnh rồi, làm được chứ. Đi thằng cuốn. Đó, đây có phòng nghỉ mà. Đây là phòng vệ sinh của trên đỉnh núi. Cho du khách nếu trường hợp cần thiết có thể vệ sinh trước khi đi lên trên núi đi tham quan chỗ khác. Rồi không phải chào cả nhà mình nha, có dịp gì gặp lại.